Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ông Trử Xuân Dũng đã ký văn bản số 432 về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận huyện trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận tổ chức triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của trung ương và toàn thành phố, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy và học trực tiếp. Nguyên tắc thực hiện là chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2. Các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3 và 4 không đến trường học mà ở nhà học trực tuyến, nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy cho các em.